những trường hợp ấy mà tăng áp lực động mạch là phổi kịch phát, nếu mà giả sử trong những cái bệnh cảnh mà cấp tính mà mình xử trí được thì bệnh nhân cũng có thể là sống sót thoát đấy. Và nếu mà bệnh nhân không đến kịp với chúng ta và không được xử lý, chắc chắn là bệnh nhân sẽ rất là khó qua khỏi. Nhưng mà những bệnh ảnh cấp tính mà chúng ta xử lý thì bệnh nhân vẫn có thể cứu được bệnh nhân. Còn những trường hợp mà những bệnh nhân tăng áp lực mạch phổi đã là mãn tính rồi ấy, thì khi mà nó đã đến tức là cái giai đoạn nặng mà để mà phải đến mức đó thì thực sự nó là cái tiến triển chung của bệnh đấy. Tại vì có những bạn thì cũng có trao đổi với tôi là cấp cứu tăng áp lực mạch phổi là nó hơi bị chán, bởi vì chúng em chẳng có thuốc gì để cấp cứu bệnh nhân cả, mà ở Việt Nam ít thuốc quá. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đấy, như tôi nói với các bạn ấy, thí dụ như là những cái bệnh cảnh là người ta có những cơn tăng áp phổi sau mổ này đấy, hoặc là những cái trường hợp, những cái bệnh cảnh lần đầu tiên được chẩn đoán phát hiện mà họ chưa được điều trị bao giờ ấy, thì đấy là những cái mà chúng ta có thể can thiệp vào, chúng ta làm kịp thời và đúng thì có thể là cứu được bệnh nhân một cách rất là ngoạn mục đấy. Và nếu không, nếu mà chúng ta không can thiệp thì rất khó để bệnh nhân có thể sống sót được. Thế còn với những trường hợp mà những cái bệnh cảnh mà nó theo diễn biến chung tự nhiên của cái bệnh tăng áp lực mạch phổi, các bạn biết là cái tiên lượng nó rất là không tốt rồi, thì khi mà nó đến cái giai đoạn mà nó nặng thì thực tế là khi đó thì dù là các bạn có các phương tiện trong tay thì cái tiên lượng sống còn ở trên thế giới cũng rất là thấp, chứ không phải là chỉ riêng ở Việt Nam. Thế thì kính nhắc lại một chút cho các bạn về định nghĩa tăng áp lực động mạch phổi thì các bạn biết rồi, chúng tôi cũng đã từng trao đổi. Tăng áp lực động mạch phổi so với tăng áp lực mạch phổi nó khác nhau chỉ duy nhất ở một điểm, đó là cái áp lực mao mạch phổi beat, tức là tăng áp lực động mạch phổi là tăng áp lực trước mao mạch. Thế còn tăng áp lực mạch phổi nói chung thì nó có 5 nhóm, trong đó có cả trước mao mạch và sau mao mạch. Thì nó đề cập đến thêm cái tiêu chí là áp lực mao mạch phổi beat và sức cản mạch phổi trong định nghĩa về tăng áp lực động mạch phổi. Đấy, thế còn tăng áp lực mạch phổi chung ấy thì nó chỉ có là mỗi giá trị áp lực động mạch phổi trung bình thôi, còn áp lực động mạch phổi nó có thêm 2 tiêu chí nữa. Và cái xử trí cái cơn tăng áp phổi cấp là chúng ta cũng nói đến là xử trí cơn tăng áp lực động mạch phổi cấp dành cho những bệnh nhân nhóm 1. Thế còn những trường hợp ví dụ như là cơn hen tim phù phổi cấp thì hoàn toàn nó cũng trong những bệnh cảnh đó bệnh nhân cũng có tăng áp lực động mạch phổi, như các bạn trả lời trên mặt theo quả siêu âm là áp lực mạch phổi bệnh nhân hẹp hay lá cũng tăng 90-100 chẳng hạn, hẹp hay lá khít chẳng hạn, các bạn xử trí. Nhưng đấy không, đấy người ta không gọi là cơn tăng áp lực mạch phổi cấp mà người ta gọi là cơn gì, cơn hen tim và phù phổi cấp đúng không ạ, tức là tăng áp lực sau mao mạch. Và mình sẽ xử trí theo cái bệnh cảnh tim trái đó. Đấy, thì người ta định nghĩa là cơn tăng áp lực mạch phổi kịch phát thì chủ yếu là cái bệnh cảnh của một cái tăng cấp tính áp lực động mạch phổi trở lớn hơn 50% áp lực hệ đó, mà mạch hệ thống, và có tình trạng suy thất phải cấp. Và đây là một tình trạng nguy cơ rất cao, khó dự đoán trước, và biến cố tử vong rất cao do suy tuần hoàn nhanh chóng. Và việc nhận biết ngay lập tức và điều trị tích cực là vô cùng quan trọng. Đấy, bởi vì các bạn biết rằng là suy thất phải cấp thì cũng giống như suy thất trái cấp thì các bạn cần phải có các biện pháp xử trí. Trong suy thất phải cấp thì nó có thành một cái vòng xoắn bệnh lý, có rất nhiều những vấn đề tương tác với nhau. Trong đó chủ yếu là gì? Thất phải trên nền mà nó đã phải chịu một cái hậu gánh rất là lớn do cái tăng áp lực và sức cản động mạch phổi, tức là sau thất phải tức là hậu gánh. Thế mà bây giờ nó bị tăng đột ngột lên nữa thì cái trên nền cái thất phải suy đó nó không đáp ứng được, tức là nó không chống chọi cái đó. Thế thì nếu mà nó không đẩy máu lên được thì nó sẽ tạo thành cái vòng xoắn lên trên thất trái, tức là nếu mà máu không lên được mạch phổi nó sẽ không thể về, nó tạo tiền gánh thất trái được, mà không tạo tiền gánh thất trái được thì nó lại tạo thành vòng xoắn bệnh lý thiếu máu cơ tim. Thì máu cơ tim thất phải thì nó lại làm cho cơ tim thất phải lại giảm co bóp, không đảm bảo được cái việc bóp tiếp để mà tạo nên cái hậu gánh, và như thế là đấy, nó thành cái vòng xoắn bệnh lý như vậy. Và có một điều là trong cái cơn suy thất phải cấp đó và tăng áp lực mạch phổi ấy, thì các bạn biết rằng máu hầu như là không lên phổi được. Thế nên là gì? Thế nên là thường là bệnh nhân sẽ trong cái bệnh cảnh là khó thở rất là nhiều, nhưng mà phổi của bệnh nhân thì có gian hay không ạ? Thường là không có gian đúng không ạ? Không hề có gian nếu mà không có tổn thương tim trái kèm theo. Đấy. Thế mà nếu giả sử trong những trường hợp đó mà các bạn thấy là bệnh nhân vào thì cũng tăng áp phổi nhiều, khó thở nhiều, vật vã, và BNP rất là cao, phù toàn thân nhiều, nếu mà các bạn lại tiếp tục các bạn vắt thêm bệnh nhân nữa, các bạn cho lợi tiểu, thì có thể là đấy nó chưa phải là biện pháp điều trị đúng cho những trường hợp cấp đó, mà có thể nó sẽ làm xấu đi tình trạng bệnh. Đấy, thì đấy là cái sự khác biệt giữa xử trí cơn tăng áp lực động mạch phổi, tức là cơn suy thất phải cấp, và xử trí cơn hen tim phổi cấp, tức là suy thất trái cấp. Thế cái việc đánh giá ban đầu của bệnh nhân ấy thì chúng ta phải đánh giá là cái tăng áp lực mạch phổi đấy có liên quan đến tụt huyết áp hệ thống, đồng thời kèm theo là có giảm oxy máu, giảm chênh lệch nồng độ oxy máu động tĩnh mạch. Cảm ơn. Thì có dẫn đến tình trạng cung lượng tim thấp và thiếu oxy mô.
có những cái yếu tố có thể khởi phát liên quan đến tăng sức cản mạch phổi và suy thận phải cấp như là nhiễm trùng, toan máu, rối loạn nhịp, tràn dịch màng ngoài tim có hay không và mình phải tìm, và các nguyên nhân khác lý giải triệu chứng cơ năng của tăng áp mạch phổi cấp tính hay là suy thận phải cấp. Những cái nguyên nhân cấp tính đấy là những nguyên nhân mà chúng ta có thể giải quyết được, những tràn khí màng phổi, nhồi máu phổi. Các thăm dò ban đầu thì cũng là những thăm dò sơ bộ ra trong làm thông tin mạch thôi, là những thăm dò cơ bản. Mục tiêu điều trị của những cơn xử trí tăng áp lực mạch phổi cấp ấy, thì bước 1 là chúng ta sẽ phải làm gì? Tăng sức cản mạch hệ thống để ngăn thiếu máu thất phải như chúng ta nói đấy. Bởi vì là nếu mà không có tiền gánh, không có tạo ra được cái tiền gánh thất phải thì nó sẽ thiếu máu mạch vành, và thiếu máu thất phải thì lại càng làm suy thất phải hơn. Thứ hai là tìm cách là giảm hoặc hánh thất phải. Giảm hoặc hánh thất phải ở đây chính là việc chúng ta phải dùng các thuốc hạ áp lực mạch phổi đặc hiệu. Và bước 3 là cải thiện chức năng thất phải hay là chức năng cả hai thất. Thế thì các biện pháp cơ bản, bệnh nhân đầu tiên là thường là những bệnh nhân tăng áp lực phổi, các bạn thấy bệnh nhân rất là tím. Đấy, thế và cái tình trạng tím đó lại càng làm cho cái tình trạng co thắt cái động mạch phổi và làm tăng sức cản áp lực mạch phổi. Do đó là cái vấn đề thở oxy là cái vấn đề sống còn đối với bệnh nhân. Đấy, và thứ hai nữa là thông thường khi chọc khí máu thì các bạn sẽ thấy cái tình trạng bệnh nhân có thể có toan hóa, nên là chúng ta cần phải kiềm hóa máu. Và bệnh nhân thường thì sẽ rất là kích thích vật vã, cũng giống như trong suy tim trái cấp thì cái vấn đề an thần các bạn có thể cân nhắc sử dụng, và cái vấn đề thông khí nhân tạo cũng như là cân bằng dịch. Thế chúng ta đi vào cái cụ thể cái thở oxy thì các bạn biết rằng là trong khi mà người ta thí dụ như là những trường hợp bệnh nhân thông tim để đánh giá áp lực và sức cản phổi, người ta có những cái chất giãn mạch để người ta đánh giá cái tính đáp ứng của hệ hệ mạch phổi, thì trong đó oxy cũng là một cái chất được sử dụng để mà đánh giá đáp ứng giãn mạch, tức là người ta cho thở oxy toàn phần trong những trường hợp mà không có nitric oxide oxide nitric. Đấy, thế thì oxy là một chất gây giãn mạch phổi và nó cũng không gây co mạch hệ thống, nên là người ta sẽ có chỉ định thở oxy trong những trường hợp có mất cân bằng thông khí dưới máu. Với những trường hợp SpO2 dưới 95% ở những trường hợp mà bình thường máu thở oxy không thấp. Chứ còn nếu như có những trường hợp mà nó thiếu oxy máu mãn tính, ví dụ như trong những bệnh nhân có tim bẩm sinh có luồng thông trong tim thông lên thất hay là thông lên nhĩ hay là ống động mạch mà sân đã hai chiều rồi mà áp lực mạch mà SpO2 của bệnh nhân vốn đã thấp rồi, thì chính vì những bệnh nhân đó thì mình phải biết là cái SpO2 nền của bệnh nhân để mình biết nó tụt. Thế còn đây là áp dụng cho những trường hợp mà SpO2 nền là bình thường. Đấy. Như tôi nói ở dưới đây, kiềm hóa máu thì nó sẽ có hiệu quả ngay lập tức trong điều trị cơn tăng áp lực mạch phổi, bởi vì tình trạng toan máu sẽ làm tăng sức cản mạch phổi và giảm tác dụng của thuốc tăng co bóp cơ tim và thuốc vận mạch. Các bạn biết rồi, trong suy tim trái như thế, khi mà toan máu thì có vẻ như những cái thuốc mà vận mạch các bạn cho vào nó rất là trơ. Đấy, huyết áp của bệnh nhân là hầu như rất là khó để hồi sức. Và cái tình trạng loại bỏ toan máu, duy trì pH hơi kiềm hơn một chút với các dung dịch bicarbonat để làm giảm sức cản phổi. Và có một điều là trong những trường hợp mà bệnh nhân cơn tăng áp mạch phổi cấp ấy, thì thường là bệnh nhân không phải hạn chế lắm cái tình trạng truyền dịch, thế nên là các bạn có thể cho bicarbonat mà bạn không phải quá lo lắng về vấn đề là quá tải về thể tích. Vấn đề an thần, các bạn có thể sử dụng các thuốc an thần ở bệnh nhân, ví dụ như là midazolam hoặc là seducen, các bạn có thể dùng. Vì cái tình trạng lo lắng kích thích nó sẽ làm tăng sức cản phổi, tăng tiêu thụ oxy và mình cũng nên tránh cái tình trạng này. Thế còn khi mà những bệnh nhân mà suy hô hấp quá thì vẫn không khống chế được với lại bằng các phương pháp mà không xâm lấn, thì chúng ta có thể đánh giá bằng khả năng thông khí nhân tạo. Thế thì việc thông khí nhân tạo xâm nhập được chỉ định khi bệnh nhân có tím mức độ nhiều, có suy hô hấp, toan chuyển hóa không đáp ứng với điều trị nội khoa, hoặc là những bệnh nhân mà có ngừng tuần hoàn sau cấp cứu. Thường là chúng ta sẽ sử dụng những cái này thì bên thực tế thì bên gây mê hồi sức thì họ sẽ có kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ dùng những chất gây mê có khả năng dẫn mê và khởi mê nhanh và giãn cơ, và tiếp sau là dùng các thuốc nhóm opioid để sau đó chúng ta sẽ đặt nội khí quản. Và tuy nhiên thì các bạn cũng phải lưu ý là thuốc mê thì nó có khả năng gây giãn mạch và giảm huyết áp hệ thống mạnh, nên là để trước khi mà chúng ta làm việc đó, chúng ta có thể cho một chút cái thuốc vận mạch, tức là thuốc gây co mạch để duy trì huyết áp trước khi mà các bạn dùng thuốc mê. Đấy, và trong quá trình nếu với những bệnh nhân đã phải đặt ống nội khí quản rồi, các bạn rất thận trọng cái quá trình mà cái việc hút ống hàng ngày của điều dưỡng. Nếu mà mình hút ống quá kích thích ý, nó cũng có thể gây ra kích ứng gây cái cơn tăng áp lực động mạch phổi. Và khi đặt chế độ thông khí thì thường là chúng ta sẽ kiểm tra cái khí máu để duy trì cái PCO2 khoảng từ 35 đến 40 mmHg ngân, và để cái chế độ thời gian thở ra kéo dài. Cân bằng dịch thì
cái yếu tố về mất thể tích tuần hoàn và sẽ rất là khó để dung nạp trong cơ thể, tăng áp lực động mạch phổi cấp. Nên là trong trường hợp mà bệnh nhân tăng áp lực động mạch phổi cấp thì các bạn cũng có thể bắt đầu là các bạn cân nhắc test truyền dịch cho bệnh nhân, và đương nhiên là các bạn sẽ cần phải theo dõi sát cái vấn đề về huyết động cho bệnh nhân. Những trường hợp mà suy thất phải mãn tính thì thường kèm theo tình trạng dư dịch và ứ trệ tuần hoàn tĩnh mạch. Thế nhưng mà như tôi nói với các bạn ấy, nếu mà trong trường hợp bệnh nhân có một cái luồng thông bẩm sinh ở trong tim thì cái việc mà các bạn dùng lợi tiểu nó cũng tương đối dễ dàng, bởi vì nó đã có một cái cửa sổ, tức là nó có thể thông thương giữa thất phải và giữa buồng tim phải và buồng tim trái. Nhưng mà với những trường hợp mà bệnh nhân không có luồng thông trong tim, thí dụ như bệnh nhân tăng áp lực mạch phổi vô căn hoặc là tăng áp lực mạch phổi trên nền bệnh cảnh, bệnh hệ thống chẳng hạn, thì khi mà các bạn hình dung những trường hợp bệnh nhân đó, thì thường là khi mà lên cơn tăng áp phổi cấp thì cái thất phải nó giãn rất là to và nó đẻ vào thất trái rất là bé, và hầu như thậm chí chúng ta còn không nhìn thấy thất trái đâu nữa, nó ép xẹp lép cái thất trái đấy. Và khi đó nếu mà các bạn cho lợi tiểu ồ ạt thì thậm chí các bạn chẳng có giọt nước tiểu nào, mà nó lại ảnh hưởng nặng nề hơn đến cái huyết động của bệnh nhân. Cái quan trọng nhất trong điều trị cơn tăng áp lực mạch phổi thì vẫn là các thuốc hạ áp lực động mạch phổi. Thế nên là thí dụ như những trường hợp mà với những bệnh nhân mà thí dụ như sau mổ tim chẳng hạn mà họ lên cơn tăng áp lực mạch phổi, là những cái trường hợp mà nó rất là cấp tính, và nếu mà giả sử như chúng ta có các thuốc đường tĩnh mạch hoặc là khí dung ngay trong phòng hồi sức sau mổ thì cái đó nó có khả năng cứu bệnh nhân rất là tốt. Trước đây thì ở Viện Tim Hà Nội thì cũng có một bác sĩ ở gây mê, thì họ có làm đánh giá cái vai trò của allomedin khí dung, tức là hồi đấy là allopros, ở trên bệnh nhân trẻ em sau mổ tim, thì cũng giải quyết được rất nhiều những trường hợp mà bệnh nhân lên cơn tăng áp lực mạch phổi kịch phát ở sau mổ tim đấy. Thế và ở hình như Bệnh viện Trung ương thì họ cũng có tiến hành để sử dụng họ như Trung ương thì họ có oxit nitric để sử dụng cho những trường hợp cơn tăng áp lực động mạch phổi đó. Thế còn những trường hợp mà thí dụ như là bệnh nhân của chúng ta là những bệnh nhân người lớn mà bệnh nhân vào viện vì trên nền mà đã tăng áp lực động mạch phổi rồi, đang điều trị thì trở nên bất ổn định, bệnh nhân khó thở tăng lên phải vào viện chẳng hạn, thì đa số khi mà bệnh nhân điều trị ngoại trú thì các bạn sẽ dùng các thuốc dạng uống. Và vì một đặc điểm là thuốc hạ áp lực động mạch phổi nó khá là chi phí, nó khá là tốn kém, thế nên là thông thường ấy thì rất ít bệnh nhân được sử dụng đến cái liều khuyến cáo, tức là cái liều đủ cao, bởi vì như thế nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là bệnh nhân không có khả năng duy trì thuốc mãn tính lâu dài giống như tăng huyết áp. Ví dụ tăng huyết áp các bạn có thể 500 đồng các bạn cũng có thể dùng thuốc một ngày được, tùy bệnh nhân điều kiện nào mà các bạn có thể kê, mà hiệu quả có thể là vẫn tốt như nhau, bệnh nhân chấp nhận ho một chút không sao cả, bệnh nhân vẫn có thể kiểm soát huyết áp tốt. Thế nhưng mà ngược lại cái điều đấy lại không xảy ra với lại bệnh nhân có tăng áp lực động mạch phổi, không có thuốc nào rẻ mức thế để có thể dùng cho bệnh nhân. Trừ là ngày xưa thì chúng ta có những trường hợp tăng áp phổi vô căn thì mình cũng phải dùng thuốc chạy nhanh canxi. Thế nhưng mà bây giờ cái quan điểm dùng đơn trị liệu thì nó cũng rất là hạn chế. Thế nên là chúng ta thường sử dụng phối hợp nhóm ức chế phosphodiesterase 5 và nhóm đối kháng cơ thể endothelin. Thế tuy nhiên thì chúng ta thường là giảm liều tối đa mà bệnh nhân có thể dung nạp được để đảm bảo là cái chi phí trong một tháng bệnh nhân không quá lớn. Thế thì khi mà bệnh nhân sẽ mất cân bằng, tức là những lần tái khám bệnh nhân trở nên khó thở hơn, báo hạ oxy giảm, độ NiHa tăng lên hoặc là BNP tăng cao, tức là những trường hợp đấy bệnh nhân đã có những cái tình trạng tăng áp lực phổi mất bù mà chúng ta phải vào viện, đặc biệt là khó thở nhiều phải vào viện, thì khi đó chúng ta vào viện chúng ta sẽ có cái phương tiện là truyền thuốc hạ được mạch phổi đường tĩnh mạch. Trước kia chúng ta có cả loại khí dung là cái allopros khí dung, thì tuy nhiên thì khí dung hiện tại thì chúng ta không cái thiết bị mà để khí dung ấy, cái lượng phun hạt, cái kích thước hạt nó nhỏ hơn so với cái máy khí dung thông thường, nên là hiện tại là chúng ta cũng không duy trì được cái dạng đó nữa, nên là nhà cung cấp thì hiện tại họ cũng không đưa vào cái allopros nữa, chúng ta sử dụng allomedin khí dung cho bệnh nhân. Và chúng ta khi mà vào viện thì thông thường là bệnh nhân sẽ phải tăng liều những cái thuốc cơ bản người ta đang dùng lên, tức là chúng ta ít nhất là chúng ta phải đưa về cái liều điều trị khuyến cáo đấy. Thì thông thường là những bệnh nhân đó thì mình cố gắng co kéo một thời gian trong viện thì bệnh nhân cũng giải quyết được, mang bệnh nhân ra viện. Thế và khi bệnh nhân ổn hơn thì chúng ta lại tìm cách, chúng ta lại giảm liều dần dần của bệnh nhân xuống từ từ. Đấy là cái cách mà trong hoàn cảnh khó khăn chúng ta phải điều trị với những bệnh nhân tăng áp lực mạch phổi để kéo dài cho họ. Thế và trên thế giới thì họ có thêm một số thuốc, ví dụ như là cũng có bạn hỏi tôi là tại sao cái thuốc epoprostenol thì là thuốc đầu tiên rất là sớm được khuyến cáo trong điều trị hạ áp lực động mạch phổi, đúng không ạ, và được chỉ định cho những bệnh nhân cả giai đoạn 4, những cơn tăng áp lực mạch phổi kịch phát, thế tại sao cái thuốc đó lại không được nhập về Việt Nam?
Thế thì tôi cũng đã đọc những cái vấn đề liên quan đến epoprostenol, thì người ta cho rằng là cái thuốc đấy, cái thời gian hoán hủy của nó rất là ngắn và cái đường dùng của nó là phải truyền liên tục dưới da. Đấy, thì thường là bệnh nhân sẽ phải để những cái đường truyền dưới da liên tục. Các bạn biết là thí dụ như những bệnh nhân mà bị ung thư chẳng hạn thì họ phải truyền hóa chất nhiều, thì để hạn chế phải lấy ven, bởi vì ven rất là khó lấy và dễ vỡ, thì người ta đặt những cái gọi là cái cổng, cái port để ở trong tĩnh mạch dưới đòn để người ta truyền. Thế nhưng cái đó thì người ta cũng không phải là người ta truyền hàng ngày, mà ta chỉ là cái tần suất sử dụng người ta nhiều thôi, tức là người ta sẽ phải có những đợt truyền hóa chất và truyền trong ngày là từng tiếng một là người ta lại dừng, chứ không phải là người ta truyền liên miên ngày ngày này qua đêm khác. Thế nhưng mà nếu mà là cái thuốc epoprostenol ấy thì đó là truyền liên tục. Đấy. Nó có dạng truyền, tôi không nhớ chính xác lắm là truyền dưới da hay truyền tĩnh mạch, nhưng mà đấy, tức là cái thời gian ăn thang của nó chỉ có một vài phút thôi, nên là ngay cả cái việc thay thuốc ấy, nó cũng phải rất là thành thục để mà mình không bị đột ngột ngắt quãng. Và cái mà khó khăn nhất đối với người truyền đó là cái phản ứng tại nơi tiêm truyền, cái vấn đề chăm sóc và cái vấn đề mà cái khả năng của cái người đó có đáp ứng được cái vấn đề thay thuốc và hiểu biết để mà làm cái việc đó không. Thì đấy là cái việc mà ở Việt Nam rất là khó khăn cho vấn đề đó. Đấy, và thứ hai nữa là chắc chắn là cũng giống như những nhóm thuốc hạ áp lực mạch phổi khác thì nó sẽ không hề rẻ rồi. Đấy, và khi mà chúng ta đã bắt đầu cái thuốc đó thì rất khó để chúng ta có thể ngừng cho bệnh nhân được. Tại vì đa số là những trường hợp là giai đoạn 4 rồi, và bệnh nhân thường là chỉ sử dụng, thứ nhất là có thể là mắc cầu để đợi đến ghép tim phổi. Đấy, hoặc là những cái biện pháp cơ học không dùng thuốc. Thế đấy là cái lý do mà khó để mà thuốc đưa vào Việt Nam được, bởi vì thuốc đưa vào khi mà cái diện sử dụng nó quá hẹp, và nếu mà mình dùng mà không cẩn thận thì có thể là mình còn gây không tốt cho bệnh nhân. Đấy, nên là cũng vì sao mà thuốc không có mặt ở chúng ta. Nhưng mà đấy là nói thế thôi, chứ còn thí dụ như là những trường hợp, ví dụ mà trường hợp cấp tính mà trong bệnh viện mà chúng ta có những cái biện pháp dùng ngắn ngay mà sau đó nó cải thiện mà cũng tốt ấy, thì chưa chắc trong tương lai có thể là nó cũng có thể nó vào. Cái đấy thì mình cũng chưa thử, mình cũng không biết được, vì có rất nhiều thuốc hiện tại thì cũng trên thế giới họ dùng rất nhiều, nhưng mà mình cũng không dùng, có thể nó cũng chỉ là thói quen hoặc là nó chưa có được. Nhưng mà thí dụ như là thuốc chạy beta đau cảm đường tĩnh mạch chẳng hạn, bây giờ người ta đang cố gắng để đưa vào chẳng hạn, hoặc là adenosine chẳng hạn, adenosine hết, thế nhưng bây giờ người ta cũng đang cố gắng để đưa vào, bởi vì đấy là thuốc mà người ta thấy thực sự là người ta dùng mà có tác dụng. Nhưng mà adenosine thì mình còn có kinh nghiệm dùng, thế còn chạy beta đau cảm thì thực tế là chúng ta cũng chưa mấy có kinh nghiệm dùng đường tĩnh mạch ở những bệnh nhân mà chúng ta đang phải dùng thuốc chặn kênh canxi thay thế, thí dụ như là bệnh nhân phình tách hoặc là bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim. Chúng ta vẫn thấy là có những cái chỉ định, nhưng chưa chắc là chúng ta vào đây, chúng ta sẽ phải bắt đầu học cái kinh nghiệm để sử dụng. Các điều trị không dùng thuốc ở những cái bệnh nhân có cơn tăng áp phổi kịch phát thì đó là can thiệp phá vách liên nhĩ. Tức là với những trường hợp mà bệnh nhân không có luồng thông trong tim thì có thể là chúng ta sẽ phải tạo ra một cái luồng thông chủ động để mà mình giải phóng cho cái thất phản và tăng cung lượng tim. Thứ hai là chúng ta phải tạo luồng thông post. Tạo luồng thông post thì nó cũng giống như trong trường hợp mà bệnh nhân bị pha lô 4 chẳng hạn, tức là bệnh nhân tạo một cái luồng thông trung tâm hơn, tức là thay vì làm nếu mà mình ở trong buồng tim, đây người ta sẽ tạo ra ở động mạch lớn, tức là người ta sẽ tạo ra cửa sổ giữa động mạch chủ và động mạch phổi trung tâm. Đấy thì người ta tạo luồng thông post. Thế còn những tuần hoàn ngoài cơ thể và dụng cụ hỗ trợ thất hay là ghép phổi thì là những cái biện pháp mà cũng có thể dùng. Đấy, thế tuy nhiên thì can thiệp phá vách liên nhĩ thì bệnh nhân sẽ không được chỉ định cho bệnh nhân suy tim cấp mất bù, và không chỉ định những bệnh nhân suy thất phản giai đoạn cuối khi mà cái áp lực tĩnh mạch trung tâm nó tăng cao trên 20 mét thủy ngân. Thế còn tạo luồng thông chủ phổi thì nó cũng là dựa trên cái giả thuyết là những bệnh nhân mà có cái ống động mạch ấy thì thường cái dung nạp tốt, nên là người ta tạo ra cái luồng thông chủ động này. Thế nhưng mà người ta cũng mới thực hiện trên những cái nhóm nghiên cứu nhỏ, còn chưa đưa vào khuyến cáo, chỉ có khuyến cáo phá vách liên nhĩ thì có. Hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể thì cái này nó có ích trong những trường hợp là một thủ thuật tạm thời để hồi phục qua giai đoạn nặng, hoặc là đợi ghép tạng, hoặc là phụ thuộc vào nguyên nhân gây suy thất phải cấp và chức năng thất phải cấp, mà mình có thể chỉ định cái này trong những trường hợp mà bệnh nhân có suy thất phải cấp nói chung và cơn tăng áp lực mạch phổi cấp. Đấy thì chỉ định tạm thời là sau phẫu thuật tim có tăng áp lực mạch phổi, hoặc là những cơn tăng áp phổi kịch phát sau phẫu thuật tim có thể gây ngừng tim, mà nếu không tái lập tuần hoàn thì chúng ta có thể chỉ định via ECMO trong quá trình cấp cứu ngừng tuần hoàn, và cái tỷ lệ sống còn trong một số báo cáo có thể lên đến 38% và tiên lượng tốt nếu mà bệnh nhân không có toan chuyển hóa. Thế còn trong những trường hợp bệnh nhân tăng áp lực mạch phổi vô căn tiến triển nhanh thì mà bệnh nhân có chỉ định cân nhắc ghép phổi thì có thể chỉ định cân nhắc ECMO trong thời gian chờ đợi ghép. Các dụng cụ hỗ trợ thất thì
Không chỉ định trong những trường hợp bệnh nhân suy thất phải do tăng áp lực mạch phổi mà áp lực độ đầy của thất trái thì bình thường. Ghép phổi thì cũng được nói đến trên thế giới, những bệnh nhân mà tăng áp lực mạch phổi đã điều trị nội khoa tối ưu mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng độ 3, độ 4 thì mình phải có thể cân nhắc ghép phổi cho bệnh nhân, và cái thời gian trung bình sống thêm sau ghép phổi là từ trung bình là khoảng 5 năm rưỡi đến 6 năm. Thế thì khuyến cáo sẽ đưa ra các bước xử trí cơn tăng áp lực mạch phổi cấp tại khoa cấp cứu, thì chúng ta sẽ đánh giá xem bệnh nhân có tình trạng suy thất phải cấp hay không. Đấy, bệnh nhân có ngừng tuần hoàn hay không? Xong nếu có ngừng tuần hoàn chúng ta cấp cứu như một ngừng tuần hoàn thông thường. Nếu mà không có thì chúng ta sẽ đánh giá tình trạng thiếu oxy của bệnh nhân và sẽ hỗ trợ oxy cho bệnh nhân. Và sau, trong quá trình đó chúng ta sẽ thiết lập những cái phương tiện theo dõi để và nhanh chóng họ để làm các chẩn đoán phân biệt, loại trừ các yếu tố kích thích gây gây khởi phát cơn tăng áp phổi, làm những cái thăm dò cơ bản ngay lập tức để mà chúng ta lượng hóa cái tình trạng bệnh của bệnh nhân. Và sẽ đánh giá được tiền gánh và chức năng thất phải. Sau khi mà chúng ta đánh giá tiền gánh và chức năng thất phải, chúng ta sẽ có hai nhóm. Nếu mà nhóm mà tiền gánh thất phải thấp, tức là CVP thấp chẳng hạn, thất phải không giãn, hở hai lá, hở ba lá chỉ mức độ nhẹ đến trung bình, thì chúng ta có thể cân nhắc vấn đề là bộ truyền dịch hỗ trợ cho bệnh nhân. Với những trường hợp mà tiền gánh thất phải cao, CVP tăng cao và thất phải giãn rất là nhiều, hở ba lá từ vừa đến nhiều, thì chúng ta sẽ cân nhắc dùng lợi tiểu. Tuy nhiên thì lợi tiểu như chúng tôi nói, chúng ta phải dùng rất là thận trọng, ít một và theo dõi sát cho bệnh nhân. Và cả hai vấn đề này, một bên là lợi tiểu, một bên là truyền dịch, chúng ta đều phải đánh giá cái vấn đề là cái cung lượng tim nó có đảm bảo được không. Đấy, thế cung lượng tim mà đảm bảo thì nó sẽ ra hai cái tình huống. Một là huyết áp bệnh nhân ổn, bệnh nhân sức cản hệ thống chấp nhận được, thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ cân nhắc cái postanoid truyền tĩnh mạch. Đấy, và trong trường hợp nếu mà bệnh nhân chúng ta có thể dùng dobutamine liều thấp để hỗ trợ cho bệnh nhân, mirinol hoặc là mirinol. Thế có những trường hợp mà tụt huyết áp, sức cản hệ thống thấp, có tình trạng toan máu nặng, lactat cao, thì người ta sẽ ưu thế hơn cái tác dụng prostanoid tác dụng tại chỗ, tức là dạng khí dung. Và trong trường hợp đó chúng ta có thể sử dụng thêm các thuốc mà làm tăng huyết áp, ví dụ như norepinephrine. Nếu mà trong trường hợp mà đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân, nếu mà đáp ứng khả dĩ thì chúng ta có thể đánh giá lại một cách rất là thường xuyên để xem cái đáp ứng của bệnh nhân. Thế còn nếu mà đáp ứng lâm sàng không, tức là mọi cái biện pháp của chúng ta mà cái đáp ứng lâm sàng nó không được như mong muốn, thì chúng ta sẽ phải cân nhắc cái vấn đề là những cái biện pháp không dùng thuốc, tức là biện pháp có thể là biện pháp tạm thời để mà chờ ghép phổi, hoặc là những cái biện pháp để những cái can thiệp để xử lý cho cái cơn tăng áp lực mạch phổi đó. Và trong trường hợp đó tiên lượng thường rất là nặng. Thì cái trong từng bệnh cảnh cụ thể chúng ta đã trao đổi rồi, trong trường hợp quá tải tiền gánh thất phải thì chúng ta sẽ có thể cho lợi tiểu. Còn trong trường hợp quá tải hậu gánh thất phải thì bệnh cảnh thí dụ bệnh nhân nhồi máu phổi, co mạch phổi, thì chúng ta có thể cho bệnh nhân thông khí hoặc là thở không xâm nhập đường oxy đường mũi áp lực cao, và có thể sử dụng các thuốc giãn động mạch phổi hướng đích. Những trường hợp giảm co bóp thất phải thì chúng nó nằm trong bệnh cảnh là thí dụ bệnh nhân thất phải bị căng giãn quá mức, còn do nhiều sản phẩm chuyển hóa giảm tiếng máu mạch vành cho cơ thất phải, thì trong trường hợp đó chúng ta phải ưu tiên cái vấn đề tiếng máu mạch vành. Và mục tiêu thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái vận mạch gây co mạch để nâng huyết áp hơn là làm giảm áp lực tâm thu. Một số những cái thuốc vận mạch mà chúng ta lưu ý là sử dụng trong điều trị suy thất phải cấp, thì các bạn thấy là các thuốc vận mạch này thì nó sẽ có những cái tác dụng khác nhau trên các receptor khác nhau. Thì ở đây thì ưu thế các thuốc vận mạch thì ưu thế là thí dụ như là norepinephrine thì có thể được ưu thế để sử dụng, còn dopamine thì nó là nguy cơ rối loạn nhịp, người ta không ưu thế sử dụng. Mirinol là một thuốc sử dụng tốt vì là nó cũng có tác dụng trên ức chế phosphodiesterase, thì nó cùng nhóm với cái nhóm phosphodiesterase 3, thì còn cái nhóm ức chế phosphodiesterase 5 thì là nó có tác dụng trong cái điều trị cái cơn tăng áp lực động mạch phổi. Còn các thuốc trong xử lý cơn tăng áp lực phổi thì nó cũng không khác gì những cái thuốc mà mình sử dụng ở ngoài, tức là thêm các thuốc dạng khí dung và dạng tĩnh mạch thôi. Thế còn hàng đầu thì người ta vẫn đề cập đến là cái epoprostenol.
Sau đó thì đến allopros dạng khí dung, nitric oxide, và sau đó thì là các thuốc mà dạng uống chúng ta có. Thế thì với những bệnh nhân như thế nào chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân có tăng áp lực mạch phổi cấp tại một cái đơn vị cấp cứu và xử trí trong tình trạng cụ thể như thế nào? Thế thì với những trường hợp mà bệnh nhân chưa được chẩn đoán bao giờ thì chúng ta phải xem lại cái chẩn đoán là có thực sự là tăng áp lực mạch phổi hay không. Còn những trường hợp mà đã chẩn đoán rõ ràng tăng áp lực mạch phổi trước đó rồi, có những nguyên nhân cụ thể rồi, đã tìm nguyên nhân rồi, thì chúng ta sẽ phải cân nhắc xem là bệnh nhân có thực sự lên cơn tăng áp phổi cấp không và sẽ điều trị như là một cơn tăng áp phổi kịch phát. Và để kết luận thì các bạn thấy là cơn tăng áp lực mạch phổi kịch phát như tôi đã trình bày ban đầu, tức là nó có thể để lại một cái biến chứng rất là nặng nề, thậm chí tử vong, mà nếu mà chúng ta không xử trí kịp thời thì khó mà bệnh nhân, tức là nó không kịp thời điểm, tức là mình chỉ cần để muộn một chút ấy, thì lúc đó mình rất là khó để có thể hồi phục lại cho bệnh nhân. Thế còn trong những trường hợp mà tăng áp lực mạch phổi mãn tính thì mình cũng phải tùy trong cái trường hợp là cái giai đoạn bệnh đến đâu, thì mình cũng có cái tiên lượng cho gia đình và cái mức độ cấp cứu để cho nó phù hợp. Và khi mà điều trị thì cái quan trọng nhất trong cái cơn tăng áp lực mạch phổi đó là mình phải tác động được vào cái vấn đề là giảm hậu cánh của thất phải, tức là các thuốc hướng đích hạ được mạch phổi và tránh những cái tác nhân mà làm cho tình trạng bệnh nặng lên, tức là thí dụ như là mình dùng lợi tiểu quá mức hay là mình dùng vận mạch liều cao. Dùng vận mạch liều cao thì như các bạn hình dung ra cái đặc điểm sinh lý nó không thể cải thiện được, mà người ta chỉ duy trì được cái vận mạch liều thấp đấy để hỗ trợ một phần. Và quan trọng nhất là nhận biết sớm bệnh nhân có nguy cơ cao và tiếp cận điều trị kịp thời để ngăn ngừa nó diễn biến thành cơn tăng áp phổi cấp. Đấy thì nguy cơ cung lượng tim tấp và nguy cơ tử vong rất là cao. Thì cái bài này thì cái nó rất là ngắn thôi đấy, và như tôi nói với các bạn thì cái việc mà xử trí hiện tại thì nó cũng không chưa được nhiều lắm, nhưng mà nó có những đặc điểm khác biệt so với lại xử trí suy tim trái cấp đấy. Và tôi hy vọng là trong tương lai thì chúng ta sẽ có nhiều thuốc hơn để mà có những cái xử trí cho bệnh nhân trong những cái hoàn cảnh mà mình chúng ta có thể làm được nhiều hơn cho bệnh nhân. Còn hiện tại, trong tình trạng hiện tại thì đấy là những thứ mà chúng ta có thể làm được. Các bạn có câu hỏi gì không? Thực tế thì thí dụ như là những cái bệnh nhân mà đã, như tôi nói, nếu mà đã chẩn đoán xác định rồi mà đã đến giai đoạn nặng thì nói chung là chúng ta nên chuyển đến những cơ sở mà họ có đã từng điều trị bệnh nhân đó, và chuyển ngay cả trong cơ sở đó thì mình cũng chuyển đến liên hệ được với những người đã và đã đang điều trị những cái trường hợp như vậy đấy, thì để xem là mình sẽ tối ưu hóa được cái điều trị hiện tại. Và cái quan trọng nhất ý là mình biết được cái mức nền của người ta như thế nào. Bởi vì với một bệnh nhân mà mình tiếp cận ban đầu tiên ý mà mình không biết mức nền của người ta thì có thể là mình thấy nó rất là nặng nề rồi, nhưng mà có thể là trước đó thì nó chỉ là một tình trạng mất thăng bằng tạm thời rất là hơi vênh ra khỏi cái của người ta thôi. Bởi vì bản thân những trường hợp đấy nó là những cái trường hợp cân bằng nó rất là thấp, tức là tình trạng nặng rồi, thế nhưng mà người ta vẫn đạt được cái cân bằng người ta. Thế nhưng khi mà nó có một yếu tố đặc kích, thí dụ nhiễm trùng hay là thí dụ người ta hết thuốc các thứ là nó làm nặng bệnh lên đấy. Nếu mà mình giả sử như mình không khai thác được kỹ cái bệnh sử mà mình đi xử lý theo một cái hướng, tức là mình đi sai hướng, tức là mình lại không tiếp cận theo một hướng là suy thất phải, mà mình điều trị như một cái suy tim thông thường thì có thể là mình làm nặng thêm vấn đề, và lúc đó thì mình không thể gỡ được. Đấy, trong trường hợp đó thì cái vấn đề xem lại cái hồ sơ và khai thác và liên hệ được với cái người mà đang điều trị thì vô cùng quan trọng. Thế còn lại, đấy là cái nhóm mà đã có những cái vấn đề đã chẩn đoán trước đó rồi. Thế còn những trường hợp mà lần đầu tiên ấy thì nó hay gặp trong những cái bệnh cảnh bệnh nhân có những cái biến cố xảy ra. Thí dụ như là đặc biệt hay gặp nhất ấy là những bệnh nhân mà vào là sau những cái vấn đề về thai kỳ. Người ta thường là những cái tăng áp lực mạch phổi, các bạn biết rồi, rất hay xảy ra trên giới nữ và trẻ tuổi, đúng không ạ? Và rất nhiều bệnh cảnh là bệnh nhân vào sau khi sinh sau 1 tháng hoặc là sau sinh sau mấy tuần là bệnh nhân có tình trạng suy hấp rất là nhiều vào, rất là nặng nề, đúng không ạ? Đấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ phải đầu tiên là cái phản xạ cơ bản chúng ta sẽ xem là những vấn đề liên quan đến thai kỳ, đúng không? Những cái vấn đề nhồi máu phổi hay những tắc mạch liên quan đến những can thiệp sản khoa đó. Đấy, mình đánh giá được mạch phổi khi mình thấy cao như thế.
Đấy thì những cái hồi sức đó là những cái hồi sức mà có thể là mình cũng có thể làm được cho bệnh nhân. Nếu mà trong trường hợp bởi vì bệnh nhân đã có thể sinh con thành công ấy, thì thông thường những cái trường hợp đó nó chỉ là cái mất cân bằng bởi vì bệnh nhân chưa bao giờ được điều trị thôi. Đấy thì nếu mà mình cứ kiên trì mình bắt đầu dùng thuốc hạ âm phổi cho bệnh nhân chưa bao giờ dùng, cộng với những cái hồi sức cơ bản của các bạn, thì có thể là sẽ bệnh nhân sẽ được qua được cái giai đoạn đó và họ trở về cái trạng thái trước khi có thai của họ, tức là cái có thể cái trạng thái đó nó ở mức độ trung bình, mình không thể đưa về bình thường được nhưng mà đưa về cái trạng thái trước có thai. Đấy thì chúng tôi cũng có những kinh nghiệm, thí dụ như bệnh nhân sau đẻ như thế và khi mà vào hồi sức thì rất là nặng nề, người ta chuyển từ các tỉnh ra nặng nề như vậy. Thế nhưng mà khi mình đánh giá áp lực động mạch phổi cao như thế thì mình cũng cố gắng, thì tất nhiên là bên hồi sức họ sẽ phải hỗ trợ mình cái vấn đề cái giai đoạn đang thông khí xâm nhập và để mà ổn định nhất cái tình trạng bệnh nhân, sau đó thì mình nhanh chóng mình đánh giá xem là cái những cái nguyên nhân có thể gây ra cái tăng áp lực mạch phổi của bệnh nhân, mình loại trừ cái đầu tiên mới có thể loại trừ đó, loại trừ tim bẩm sinh. Sau đó thì nếu mà mình không thấy những vấn đề khác, mình có thể làm một số xét nghiệm để đánh giá những cái bệnh lý bệnh cảnh hệ thống. Nếu mà không có nữa thì mình có thể nhanh chóng mình điều trị các thuốc hạ áp lực mạch phổi, và khi mà bệnh nhân ổn được qua cái giai đoạn đó, bởi vì những bệnh nhân đó thường là họ chưa biết, chưa được chẩn đoán, chưa được điều trị, nên khi mà họ điều trị thì thường cái đáp ứng của họ là khá là tốt, và mình kiên trì thì có thể sau mấy tuần bệnh nhân có thể gỡ được khỏi tình trạng đó. Và rồi có những bệnh nhân là sau đó ra viện một lần sau khám lại thì hầu như là họ lại về được cái trạng thái trước đẻ của họ, và thường những trường hợp đó thì gia đình đều khai là chưa bao giờ có cái tình trạng em bệnh nhân rất là khỏe, các thứ sau thai kỳ nó mới thấy nọ kia. Đấy thì là những cái mà chúng ta có thể làm được cho bệnh nhân, tức là đấy. Còn nếu mà chúng giả sử như chúng ta, quan trọng nhất là nếu mà chúng ta đi sai đường thì có thể là chúng ta sẽ đi sai mãi, tức là ngược khỏi con đường thì chúng ta không quay lại cái đường ấy được, là bệnh nhân có thể sẽ tử vong. Đấy thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Còn hy vọng là trong một số năm tới thì chúng ta sẽ có nhiều những cái điểm mới hơn về xử trí cân nặng phổi để chia sẻ với các bạn. Còn cái bài này thì